Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo vướng mắt về đầu tư công và đánh giá về đầu tư công tháng 10 năm 2022. Cùng tham dự họp có các phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, ông Nguyễn Công Vinh và đại diện các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo tại cuộc họp, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh giải ngân được gần 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, tỷ lệ hơn 41% các chủ đầu tư vẫn đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công để kịp tiến độ đề ra. Tại cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã nêu những khó khăn vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ như giải phóng mặt bằng chậm, giá đất dự án chưa được phê duyệt, quy mô đầu tư dự án chưa thống nhất giữa một số cơ quan đơn vị thực hiện, một số dự án liên quan đến đất rừng nên kéo dài thời gian thực hiện, nguồn vật liệu khan hiếm. Tại cuộc họp đại diện các chủ đầu tư cam kết sẽ tiến hành giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ đề ra. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành chuyên môn ra soát lại quy trình thực hiện dự án thuộc lĩnh vực quản lý, tìm ra nguyên nhân vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp. Toàn bộ nội dung phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 5 tháng 11 năm 2022.